các con lên lớp chúng ta thực hành cái sự trang nghiêm của mình khi lên lớp, mặc trang phục chúng ta đi học ấy. Chúng ta đi học chúng ta ăn mặc thế nào thì đi lên lớp học tập thì các con cũng ăn mặc như thế, thì chúng ta thực hành cái sự nghiêm túc trong quá trình học tập. Thì thầy thấy cái lớp học chuẩn mực mà mình ăn mặc tùy tiện thì chúng ta học nó cũng khó mà đạt được cái hiệu quả cao nhất. Rồi từ cái lớp học này thì lên trường cũng thế. Thầy thấy các bạn đi học giờ chính khóa thì ăn mặc nó đàng hoàng, học thêm thì có bạn mặc quần đùi đi học. Để thấy các con phải lưu ý cái việc ăn mặc, đặc biệt là lên học lớp học chuẩn mực, tóc tai phải gọn gàng, con gái thì phải buộc tóc vào, đừng có lòa xòa như là đi chơi vậy thì không được rồi. Nên là hai cái tác phong học tập của các con phải để ý, không nên tùy tiện nó thành cái thói quen không tốt. Hôm nay chúng ta sang khổ thơ số 7, chương hiếu. Đây là khổ thơ cuối cùng nhắc nhở chúng ta làm một người con hiếu thảo thì chúng ta cần phải làm gì. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Câu đầu tiên mà hôm nay chúng ta sẽ học đây. Cha mẹ bệnh là khi cha mẹ thân thể không được khỏe mạnh, nhẹ thì là khó chịu do thời tiết, ốm đau do thời tiết thôi, nặng hơn thì là có những cái bệnh kinh niên, thậm chí là có những cái bệnh ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Thì cái việc mà chúng ta sống ở đời thì cũng khó tránh được cái bệnh tật, không có ai tránh được, đó là quy luật của đại tự nhiên rồi, sinh lão bệnh rồi tử, không ai tránh được. Ngay cả bản thân chúng ta còn trẻ thôi, thân thể cũng có nhiều bạn cũng không được khỏe, cũng làm cho cha mẹ lo lắng. Huống hồ là người lớn có tuổi như cha mẹ thì chắc chắn là cái thân thể này dùng bao nhiêu năm rồi thì nó cũng dễ bị bệnh. Thế thì khi cha mẹ bị bệnh thì cái trách nhiệm của chúng ta là người con, chúng ta phải quan tâm, phải chăm sóc. Đối với những người con thì cái việc mà quan tâm chăm sóc tới sức khỏe của ông bà cha mẹ, thực tế mà nói nếu như không được nhắc nhở ta cũng thờ ơ lắm. Chúng ta được người khác quan tâm nhiều thì quen rồi. Bây giờ chúng ta cứ hình dung xem nếu như mà chúng ta đau ốm mà không có ai quan tâm, không ai chăm sóc thì chúng ta rất là tủi, đúng không nào? Không có ai hỏi han gì cả, chúng ta cũng rất cần sự chăm sóc. Thì đặc biệt là cha mẹ chúng ta, khi mà cha mẹ chúng ta mà bị bệnh thì cần nhất là cái sự quan tâm chăm sóc của người thân, đặc biệt là của các con. Các con biết là nuôi con thì trông mong nhất là khi đau ốm, khi về già, trẻ cậy cha, già cậy con. Trông mong nhất là khi mà đau ốm, khi về già thì có nơi để nương tựa, có con cái nó quan tâm, nó chăm sóc. Chính vì thế cho nên là chúng ta không nên thờ ơ, phải thường quan sát nét mặt của cha mẹ. Những cái biểu hiện của cha mẹ nó khác mà chúng ta quan sát được, chúng ta biết được thì lúc này thì mới thấy được là chúng ta học tập nó cũng đã bắt đầu có cái tiến bộ rồi. Con đang học để làm người con hiếu thảo thì cái sự quan tâm đối với cha mẹ nó càng phải được nâng lên. Bởi vì các con cứ nghĩ xem, chúng ta cũng không khỏe mãi được, tương lai chúng ta cũng là cha là mẹ chứ không phải là con nít mãi được.
ngày nay chúng ta chăm sóc cha mẹ, thì tương lai chúng ta là cha mẹ, chúng ta là người già, thì cũng sẽ được con cháu chăm sóc lại, cũng được quan tâm lại. Cái đạo lý nó muôn đời nó là như thế. Mà nếu như ngày nay mà chúng ta cứ thờ ơ cái người lớn, chúng ta xem thường, chúng ta không quan tâm, chúng ta thờ ơ, chúng ta lạnh nhạt, thì tương lai chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải đón chịu những cái nhân quả mà mình đã gieo. Đây không phải là dọa người đâu, nó là sự thật như thế. Cho nên ấy, cái việc chăm sóc cha mẹ nó là bổn phận của con cái. Chúng ta có cơ hội ở bên cha mẹ thì các con phải nhớ cái việc này. Thầy cô vẫn thường nhắc các con là phải đấm lưng bóp vai cho cha mẹ. Vì sao lại phải nhắc việc này? Vì đây là những cái việc chăm sóc rất là căn bản. Thì chúng ta rèn luyện cái tâm hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, sự quan tâm của mình với cha mẹ. Nhưng mà thầy thấy nhiều bạn cũng thờ ơ, lãnh đạm lắm, lạnh nhạt, không có thường quan tâm, cha mẹ đau ốm không có hỏi han, thậm chí là cha mẹ nhờ lấy thuốc này, nhờ làm cái gì đó để cho cha mẹ thì chúng ta vẫn còn lười biếng. Như vậy thì nó không xứng đáng cái việc chúng ta học tập đạo đức thánh hiền, học tập văn hóa truyền thống, hay là học tập trở thành người con hiếu thảo. Cho nên bắt đầu từ bài học này thì thầy hy vọng các con hãy để ý hơn tới sức khỏe của cha mẹ. Đôi khi chúng ta chỉ cần hỏi thăm thôi, mẹ ơi hôm nay mẹ có mệt không? Hôm nay mẹ có khỏe không ạ? Các con biết không, chỉ cần một lời hỏi thăm của chúng ta thôi cũng là khiến cho cha mẹ chúng ta cảm thấy rất là ấm áp. Con nó quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Nhưng mà nhiều khi các con cũng hỏi han, cũng quan tâm, và giống như là đọc sách giáo khoa mà hôm nay thầy dạy là phải quan tâm cha mẹ thì cũng hỏi, nhưng mà hỏi cảm giác như nó không có sức nặng, hỏi lấy vì ấy. Hỏi xong rồi thì cũng chẳng thèm nhìn mặt cha mẹ. Thì chúng ta phải thường kiểm tra lại, kiểm điểm cái tâm của chúng ta xem chúng ta có thật lòng hay không, có chân thành không. Ở đây nói là cha mẹ bệnh nếm thuốc trước. Cha mẹ bệnh thì thực tế là làm con không có ai muốn cha mẹ mình bị bệnh cả. Các con nghĩ xem, nếu mà mỗi lần mà cha hoặc mẹ bệnh thì cả nhà nó giống như là một người ốm thôi, giống như cả nhà bị ốm vậy. Cái không khí trong nhà nó ảm đạm, nó buồn lắm, nó không giống như ngày bình thường đâu. Cho nên là không có ai mong muốn. Khi cha mẹ bị bệnh thì lúc này chúng ta không muốn thì chúng ta cũng phải tự sách tấn mình lên. Lúc này là lúc mà cha mẹ cần mình nhất. Lúc này là lúc mà mình cần phải làm được nhiều việc nhất để giúp đỡ cha mẹ. Mà muốn đến lúc này mà chúng ta làm được việc thì ngày thường các con phải tập làm, chúng ta mới biết làm. Chứ ngày thường mà không có tập tành làm cái việc chăm sóc cha mẹ thì đến lúc cha mẹ ốm mà chúng ta làm được thì lúc này thì gọi các con là thiên tài. Bởi ngày thường mình có làm đâu, đến lúc mà cha mẹ cần thì làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng. Bảo đấm lưng bóp vai cho cha mẹ thì đụng vào cha mẹ thì lại khiến cho cha mẹ còn khó chịu hơn, bởi vì bình thường mình không quen làm. Cho nên tất cả các công việc này các con đều phải tập làm hàng ngày, phải biết chăm sóc cha mẹ hàng ngày, phải quan tâm tới cha mẹ hàng ngày. Đến lúc cha mẹ ốm thì các con mới biết được cái cách chăm sóc. Thầy nói ví dụ như là ngày xưa nói là nếm thuốc, tức là khi cha mẹ ốm là phải sắc thuốc đấy các con. Có cái nồi thuốc đấy, ngày xưa thường là uống thuốc bắc, thuốc đông y đấy, chứ không có thuốc tây sẵn như bây giờ. Vậy thì chúng ta bảo đi sắc thuốc cho cha mẹ cũng không biết sắc kiểu gì. Thế lại đang ốm lại phải đi dạy hướng dẫn chúng ta đi sắc thuốc, đúng không nào? Cho nên ngày thường các con phải thường quan sát, phải thường quan sát sắc thuốc kìa. Thầy thấy sắc thuốc không phải dễ các con nhé. Cái ngày mà bố của thầy ốm đấy,
buổi sáng là phải uống thuốc rồi, thì mình phải dậy từ lúc nửa đêm mà dậy sắc một cái nồi thuốc, là không phải là lấy nhiều, một nồi thuốc to đun mà thầy thuốc nói là chỉ lấy một bát thôi. Vậy thì mình phải đun làm sao để mình canh những cái lúc mà nó còn một bát là mình phải dừng lửa. Mà quá đi một chút là nó hết nước, nó cạn hết nước, mà chúng ta làm sớm quá thì nó lại thừa nhiều nước quá, lại chưa đạt yêu cầu. Cho nên không phải chuyện dễ đâu, ngay cái việc mà sắc thuốc đó. Thế còn ngày nay thì chúng ta ít phải sắc thuốc, thì các con xem là cha mẹ mình cần uống thuốc gì, bị bệnh gì, uống thuốc gì, uống mấy viên, thuốc để ở đâu, thì các con phải biết. Nếu mình không quan tâm, mình thờ ơ làm sao các con biết được. Thế rồi là thầy thấy cũng có bạn làm được là thường xuyên nhắc cha mẹ uống thuốc. Có những người cha, người mẹ cũng bị ốm mà, bị bệnh cũng cần uống thuốc mỗi ngày. Thì có bạn lại nhắc cha mẹ uống thuốc mỗi ngày. Mẹ ơi, mẹ đã uống thuốc chưa ạ? Hôm nay mẹ uống thuốc chưa ạ? Thì có những bạn cũng làm được rồi. Chứ đôi khi người lớn là hay quên các con. Cho nên chúng ta cũng quan tâm như thế thì cũng khiến cho cha mẹ chúng ta rất vui. Đấy. Thế còn là nói nếm thuốc trước thì ngày xưa là cái thuốc bắt khi đun lên thì nó nóng các con. Trước khi đưa cho cha mẹ là thường là nếm trước, để xem là nó nóng hay nó lạnh. Nhưng mà cái hành động đó thầy nghĩ nó không quan trọng lắm, mà cái hành động nếm thuốc của chúng ta nó biểu hiện cái sự quan tâm của chúng ta, lo lắng của chúng ta đối với cha mẹ. Cái hành động mà nếm thuốc trước đó, các con nhìn xem một người con mà khi dâng thuốc cho cha mẹ, mẹ ơi từ từ để con nếm xem là thuốc nóng hay là lạnh, đã uống được chưa. Cái tâm cảnh mà khi các con nếm thuốc đó, cái nòi này mới là cái mà đáng để chúng ta học tập, tức là cái sự quan tâm của chúng ta đối với cha mẹ. Còn ngày nay thuốc tây thì chúng ta không nếm được, phải không nào? Không thể uống, con uống thử một viên để như thế được, thì các con phải biết là uống mấy viên, uống loại gì thì các con quan tâm thì các con mới biết được. Nói chung đối với cha mẹ khi ốm đau, chúng ta phải thể hiện cái sự lo lắng của mình, cái sự quan tâm của mình đối với cha mẹ. Đây chính là cái tâm cảnh của người con hiếu. Và như người xưa dạy, cha mẹ đau ốm thì phải thể hiện hết cái sự lo âu của mình. Giống như là ông sứ Kiềm Lâu đó, không chỉ là nếm thuốc mà ông còn nếm phân cho cha khi mà đi ra làm quan nha. Tức là đã đỗ làm quan mà nghe tin cha ốm là cáo quan về để chăm sóc cha. Thế thì nghe thầy thuốc nói là cái bệnh của cha rất nặng, nếu mà phân ngọt là không chữa được, phân đắng thì còn chữa được. Thế là ông nếm phân của cha thì thấy cái phân nó ngọt, nếm liên tục đấy. Không phải chuyện đùa đâu các con nha, không phải trò đùa mà các con cười đâu. Nếm thấy ngọt thì ông lo lắng vô cùng, không biết làm cách nào để chữa bệnh cho cha mình. Thế nhưng mà với cái tâm chân thành của ông thì chăm sóc cha rất là chu đáo, và sau đó thì cha ông cũng đã lành bệnh. Nên các con thấy không chỉ nếm thuốc đâu, mà người xưa còn làm những cái việc khó làm như thế để chăm sóc cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ như thế. Thì ngày nay các con cũng còn rất là may mắn, thầy tin là trong số các con học trong lớp này thì đa phần cha mẹ chúng ta còn trẻ, còn khỏe, cũng rất ít cha mẹ cũng phải uống thuốc, nhưng mà cũng có. Thì các con phải tập tành cái việc chăm sóc cha mẹ thì chúng ta mới quan tâm, mới có thể lo lắng, mới có thể chăm sóc cha mẹ. Thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn tất cả bậc phụ huynh các con đã lên lớp. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.